Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong bộ dàn âm thanh thì những sợi dây tín hiệu hay dây loa đóng vai trò rất quan trọng. Và theo quan điểm của mình thì dù với một bộ dàn có giá không quá cao, có khi chỉ khoảng tầm 20 triệu, chúng ta vẫn nên sử dụng dây dẫn xịn. Và hôm nay thì Thiên Hà Audio đưa đến cho quý vị và các bạn những giải pháp dây dẫn có giá thành thấp, có thể gọi là khá rẻ, nhưng đây là hoàn toàn là dây của hãng uy tín và được sản xuất tại Mỹ chứ không phải sản xuất tại nước thứ ba. Chúng ta hãy cùng đến với một bộ dây tín hiệu có tên là Ovan IVK, chiều dài 1 mét và có giá thành chỉ 1.450.000 đồng, đang có bán tại Thiên Hà Audio. Chúng ta sẽ cùng quan sát và tìm hiểu hơn về bộ dây này. Đây, mình đã lấy ra cho quý vị và các bạn xem. Với giá thành chỉ hơn 1 triệu và được sản xuất tại Mỹ thì đây thực sự là của hiếm đối với cái thị trường dây dẫn audio, khi mà thường thì với tầm giá này thì là hãng sẽ sản xuất tại các nước thứ ba. Tất nhiên là cũng tốt, nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi chúng ta được sở hữu dây dẫn chính hãng được sản xuất tại chính quốc, cụ thể đây là được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hãng Analysis Plus là một hãng, một tập đoàn được thành lập vào năm 1993, chuyên sản xuất các dây tín hiệu chất lượng cao. Và hãng này đánh mạnh ở phân khúc tầm gọi là tầm phổ thông, bình dân giá rẻ. Cho nên ở cái tầm giá này thì mình thấy dây Ovan One, Ovan IVK, những cái dòng Ovan có âm thanh nghe rất là vượt trội so với các cái dây của hãng khác. Và hãng tập trung đánh mạnh ở tầm thấp, cho nên ở cái tầm sản phẩm này thì nó được mệnh danh là có hiệu năng trên giá thành, thuộc dạng là vô địch. Chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn để thấy cái chất lượng làm dây. Với cái công nghệ Ovan, tức là Hollow Ovan, hình Ovan rỗng, rất là chất lượng và được đo lường rất là cẩn thận. Chúng ta có thể thấy với chỉ 1.450.000 đồng, quý vị các bạn sẽ được một cái bộ dây, có bộ dây tín hiệu dài 1 mét, rất chất lượng. Ở đây chúng ta sẽ quan sát cái phần bọc này được làm vô cùng là chắc và rất là chặt. Chúng ta sẽ có thể sử dụng lâu dài mà không hề gặp một cái vấn đề gì như gãy dây. Còn về phần đầu cắm này, với cái đầu cắm này gọi là đầu cắm dạng tua bin, nó sẽ ôm chặt và mút vào những cái đầu jack cắm RCA. Thì có những cái hãng khác, ví dụ như hãng Monster, thì mình thấy hãng hay làm dạng đầu cắm này, nhưng khi cắm vào và rút ra thì cực kỳ chặt, và như thế mình cảm giác sẽ gây ảnh hưởng đến thiết bị chúng ta. Nhưng với dây Ovan IVK này, chúng ta cắm vào và rút ra nó rất là vừa phải, nó vừa đủ độ chặt nhưng không gây tổn hại đến cho thiết bị của chúng ta. Và dây này mình cảm quan mình thấy nó rất là mềm. Đó, đây, các bạn sẽ nhìn kỹ cái dòng chữ này nhé. Để xem có lên được không. Đây, nhìn check từ trên xuống. Đây là dòng chữ Analysis Plus, Made in USA. Dây này hoàn toàn là dây chính hãng, được sản xuất tại Hoa Kỳ và được bán phân phối tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 theo Hà Nội, với giá là 1.450.000. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn dây dẫn này cho các bộ dàn có giá thành thấp. Những bộ dàn có giá 10 mấy triệu thì sử dụng dây này là cực kỳ tốt rồi, thậm chí kể cả đắt hơn. Và đây thì chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm nữa sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn trong clip sắp tới. Quý vị hãy đến Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Hà Nội để sở hữu bộ dây này.